anh em cần một đôi độc đẹp, sang trọng và còn phải mang cực xứng chân. Siêu phẩm dép tông da bò cao cấp từ Timan chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Làm từ da bò nguyên tấm 100%, bắt lên đẳng cấp phái mạnh. Có thể thấy rõ là em giày này chuẩn chỉnh từng đường kim mũi chỉ, đường chỉ đều đặn và chắc chắn. Phần mặt trong của đế được thiết kế thông minh, không làm đau gót chân, đánh tan cơn nhức mỏi khi mang giày lâu. Thiết kế gồm nhiều rãnh sâu, phần đế này bền bỉ trước mọi địa hình và thời tiết. Dùng tay kéo mạnh phần da trên, nhưng các nút giữa da và đế không hề có dấu hiệu bị hư hỏng. Còn vượt trội ở độ đàn hồi, bền bỉ đến từ phần da và cả phần đế, form vẫn đẹp dù bị gấp hay vặn xoắn hết cỡ. Form chuẩn châu Á, cùng thiết kế thời trang, lên chân cực sang, cực kỳ tôn dáng, toát lên khí chất phái mạnh,